sẽ rất là thiếu sót khi trong lô hàng hôm nay ngày mùng 6 tháng 1 năm 2018, Thắng Audio về được một cặp loa trong mớ, cặp PN ZS700, một trong những dòng loa nghe nhạc vàng cực kỳ hay, sở hữu bát 25. Điều đang nói là cặp hôm nay về Thắng Audio gần như mới luôn, hàng bãi mà gần như mới như này rất là hiếm, một cặp loa không có điểm chê, đẹp xuất sắc. Cả vài các bác chơi với những con âm ly PN còi còi như 7700, 7900, 2020, 2030, những cái dòng còi còi mặt trắng ấy, tiếng rất là hay rồi. Anh em trong nghề gọi những dòng đấy dòng đuôi chuột, tiếng rất hay. Hoặc Y7 nữa, những cái dòng mặt trắng kiểu kiểu như thế này. Bên em đưa về rất là nhiều những cái dòng âm ly bình dân để chơi những cặp loa này. Cả bộ các bác đến đây có thể ghép, ví dụ như cặp PN ZS700 này gần như mới này, các bác ghép với một con âm ly PN Y7, cả bộ bên em nó cũng chỉ rơi vào hơn chục triệu một chút là các bác có thể chơi được một bộ nghe nhạc vàng rất là hay rồi, bình dân. Mà quan trọng nữa là với cặp loa này, các bác vừa nghe và vừa nhìn vừa bày rất là đẹp, những cặp mà sưu tầm như thế này rất là hiếm, đẹp từng góc cạnh luôn, các bác có thể nhìn thấy rõ tép này, màng chung xanh rất là đẹp, màng bát cực kỳ đẹp, phần nhôm của nó sáng rất là đẹp, tem căng đầy đủ. Các bạn có nhu cầu thì alo cho em theo số máy 098 369 8887. Rất cảm ơn các bác quan tâm theo dõi.